Hey, và xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Cung Nguyễn Gamer. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp nhau trong một cái clip. Đó là đập rương. Vâng, đập 20.000. Đập 20.161. Ê, và ngày hôm nay thì cũng đã có một thanh niên là nạp gói là 100 đô khuyến mãi thì được 20.000 ngay. Thì ngày hôm nay mình sẽ đập 20 cái chìa khóa này. Vâng, mình ta bắt đầu nào. Chương trình đập ai truy tìm 1 triệu và in glory cùng Cung Binh Nguyễn bắt đầu. Và mình sẽ vào gói ưu đãi để mua những cái chìa khóa. Một gói 12. Hai gói. Còn ba gói kia mà hộ mở tiêu rồi. Đó sẽ bắt đầu 8.018 cái nữa. Chúng ta bắt đầu đọc 20.000 ngay. 20.000 ngay của chúng ta thì được phép bắt đầu đập ngay bây giờ. Thì ngày hôm qua thì cái clip là quá khăn thành thánh non lá là thành công vang dội, là cái như là hơi mở được rất nhiều sự kiện, được rất nhiều anh em ủng hộ. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quyết định chơi khô má luôn, chơi không, và quá tuyệt vời. Và bắt đầu mở nào. Cái gì đây? Ồ, 279, 20 đá, 250 glory. Ủa, cái gì đây? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Gì đây? Trời ơi, bởi sao cơ nhớ chiếc đường kính ngõ bởi đêm gió đông xưa đình. Đình chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. À, luôn đã bao giờ hả thòi, cái bên mở đường nè. Ôi, giấc mơ 1 triệu ai đang tới gần. Giấc mơ 1 triệu ai đang tới gần. Woo, 24, 20 đá, 10 đá. Woo, ý, à, tôi chưa có gì ra. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô. Cái nữa. À, được chìa khóa. Lời. Yeah. Điên sức mạnh. Yeah. Trời. Thứ hai ta. Mở thứ ba cũng được nha. Kệ, cái cây này là nó tặng rồi, cái chìa khóa này nó tặng nên chúng ta không đòi hỏi được gì, được không đòi hỏi nhiều đúng không? Ô hô 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 hô.
Thành non ra dập đi. Chúng ta chơi rồi, nhắm mắt mở. À, rồng xanh, rồng xanh nhá. Trời ơi, trời ơi, 100 đô của tôi quá đáng rồi, quá đáng rồi. Tôi mở hay quá rồi. Và chúng ta đang tới với những cái màn hấp dẫn ở đây. Cái gì đây? Tôi giờ không cần skin, tôi chỉ cần một kiểu ai, một kiểu đá thôi. Mà hero tới một cái vật chất này. Mẹ mua cho con heo đất. E o e o. Các ba. Tôi chết thiệt rồi, tôi mở cái nào cũng có, cũng có skin bay rồi, chết thiệt rồi. Quá đáng. 25 tinh thể. 12 giờ glory. 255 ấy. Bum. Cái này là skin, cái này là skin nè. Đây là chúng ta phải ra vậy thì bỏ tầng gì? Bỏ tầng gì? Cục chỏ đi. Có Runa 3 rồi má, cho Runa 2 chi má. Thua. Ở cụ chỗ không hơn. Tụ khí đa điềm, vương nữ quý phi Romia Ngọc Trinh nhập vô đây đi. Ngọc Trinh nè, đen quá, đen dữ cả. Rung tay mẹ nè, rung tay cơ mơ nè cơ. Lại nó cứu tôi đi, cứu tôi. Cứu tôi, ai cũng được, con này cũng được. Chứ bây giờ đây gây. Ủa, mình có ai đây gây ba rồi mà. Ủa, có luôn rồi hả? Hello. Thua rồi.
1 triệu ai đây chứ đâu. Một triệu ai. Cô Dư, tôi chưa nói gì đi. Người cho tôi 1 triệu ấy đi. 1 triệu ấy. Yeah. Để tôi quỳ tôi lại tí anh. Nam mô Hải Thánh Thần Thiên Địa phù hộ độ trì cho con trúng giải 1 triệu ấy. Con xin cảm ơn trời Phật. Con xin đi gạo đầu đi tu 3 tháng nếu con trúng giải. A Đình, A Đình cũng được. Mở nhà đi, mở nhà đi, tao không cần thiết. Juli, Juli đó đó. Mở chân của bộ được rồi nha. Rồi hết được rồi, được rồi. Được con Juli. Cày cũ quá. Skin gì đây? Rất ngon, skin ngon không? Ô oh. Giờ làm sao đây? Thánh Ba Ca hiển linh, nhập đi, nhập như hôm qua đi, nhập đi. Nhờ đúng 1 triệu ai đi. Ba cái, đi đi, cái đi. 1 triệu ai đi. Nhờ đúng 1 triệu ai đi. Con chó đứa mày hoài vậy. Sao ba, ai cũng được, sao ba cũng được. Chuyện đặc biệt cứ mấy đứa thôi. Ai là kiên của ấp này à. Con phim giật phim nữa nó của ấp nhất thế giới luôn à. Ơi ơi, mở cách ba mai làm à. Ơi cho 1 triệu ấy tôi mở tới sáp luôn. Đó 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 đó, 1 triệu ấy. Ủa Đình nữa hả? Nè ghê đi tòa Đình nè. Giết tôi đi, giết tôi đi, giết tôi đi. Mấy nghe nghe được mấy sự kinh nghe lên xe hấu mình nghe giờ anh cũng được. Ai đang giúp tôi đây? Ừ.
Nhưng cơ giờ cho một triệu lại đi, cho một triệu, cho một triệu lại đi. Gia đình mày mở tao hoài vậy, khốn nạn. Rồi kết hai hai lần, kết ba hai lần, kết hai một lần, trời ơi. Mày giết tao đi, trời ơi. Còn nhiêu ơi, 3.000 ngay rồi, đừng ngờ ơi, 20.000 ngay của tôi. Trời ơi, ra cái gì vậy? Ra cái gì vậy? Nghe tiếng động rồi đó, biết cái chuyện rồi. Rồi mở, bịt mắt bắt ghê mở. Hết dám nhìn luôn rồi. Hết dám nhìn luôn rồi. Ra gì vậy anh em? Anh em ra gì vậy? Trong rồi, trong tôi. 20.000 của tôi. 1 triệu ra đây cũng được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái chàng bác không thấy được. Đùa. Đùa sao? Hai thùng nữa, được cái gì đây? Nản rồi. Vâng, chúc mừng các bạn có thể đã theo dõi clip này. Nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Lấy ba 20.000 ngay được bao nhiêu triệu kiên sao? Quên gallery, đùa bố mày à. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.